Xin kính chào quý vị các bạn. Mình tên là Minh. Hôm nay là ngày Chủ nhật, mình xin giới thiệu quý vị các bạn là có một dịp đi khám phá tòa nhà Timico ở Sài Gòn. Sẵn dịp mình dẫn bạn đi uống cà phê, mình có quay video clip để chia sẻ quý vị xem chơi. Tòa nhà này nó nằm ở Hồ Tùng Mậu, quận 1, Sài Gòn các bạn. Nó cao 68 tầng. Mình dẫn bạn đi chiêm ngưỡng và uống cà phê ở trên tầng thứ 51 thôi các bạn. Trên tòa nhà này cà phê nổi tiếng của nước ngoài gọi là cà phê Taret, 120 mấy ngàn một ly các bạn, vừa tính thế vừa cộng mấy nhân viên phục vụ. Tòa nhà này rất đẹp các bạn, hoành tráng lắm. Đó các bạn thấy đó, bây giờ nãy giờ là mình quay sơ ở ngoài phía mặt tiền tòa nhà Timico. Rất đẹp các bạn, sang trọng, hoành tráng. Đó, giờ các bạn lên thang máy. Đó, mình dẫn bạn mình lên thang máy, xong rồi có hướng dẫn viên chỉ vào và thang máy này lên tới tầng thứ 51 các bạn. Ở trên này độc đáo một cái nữa là nó có một cái địa điểm cũng tầng thứ 51, vừa uống cà phê vừa ngắm xung quanh thành phố, vừa là có một chỗ để đáp máy bay trực thăng các bạn, gọi là sân bay. Đó các bạn thấy không? Đó, bây giờ mình quay xung quanh thành phố Sài Gòn rất là đẹp, nhiều tòa nhà cao độc đáo, nhưng cái tòa nhà Timico này là hiện tại là đang đứng đầu cao nhất của thành phố Sài Gòn các bạn. Đó, mình gọi nó đó ngay bàn hai ly cà phê đó. Rồi sẵn mình đi vòng vòng, mình quay chia sẻ quý vị với anh em xem chơi.
ở đây sáng chủ nhật thứ bảy thì những người nước ngoài uống cà phê cũng nhiều lắm các bạn. Đó, các bạn thấy hôm nãy mình quay sơ qua cho bạn coi đó, người nước ngoài nhiều lắm. Mình dẫn bạn mình lên đây uống phê, bạn mình thích lắm. Đó cái bà đó ngay chỗ mình ngồi uống cà phê các bạn, đó bàn ghế đẹp. Đó cái đây là sông Sài Gòn các bạn thấy sông Sài Gòn. Đó ngó xuống đẹp cực kỳ. Bến Bạch Đằng các bạn. Đó, các bạn ngó thẳng qua mình đó là mình khu Thủ Thiêm, hầm Thủ Thiêm. Trên đây nó đủ thứ, mấy tầng kia có mấy cái bar. Còn mình buổi sáng thì chỉ uống cà phê thôi, bar thì buổi tối mới có hoạt động. Nếu mà mình vô bar chơi thì mình phải mua mỗi một vé 200 ngàn các bạn. Còn uống cà phê thì khỏi. Đó, các bạn nhìn xuống thấy đã chưa? Đó, đẹp cực kỳ. Ở nhà này nếu các bạn mà có dịp đi lên ban đêm mong ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm rất là đẹp. Ban ngày nhìn thấy đã, ban đêm còn đã dữ nữa các bạn. Nói chung mình tới tòa nhà này là lần thứ hai. Cà phê 120 mấy ngàn một ly thì uống cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Có đặc điểm là cà phê nhập ở nước ngoài, cà phê Tarek này thì nó hơi đắt các bạn. Các bạn thấy đó, đường dưới đó mình ngó thẳng xuống là phố đi bộ Nguyễn Huệ các bạn.
bên đây là các bạn thấy đó là đường Võ Văn Kiệt đó, cái sông Sài Gòn đó, nó đẹp chưa các bạn, khối chì. Cái quầy rượu với cái quầy bán cà phê các bạn thấy đẹp hoành tráng. Bây giờ mình đi phía ra sau mình quay cái chỗ sân bay đáp cho các bạn coi. Các bạn thấy ngó thẳng và cái nhà nóc đỏ đỏ là chợ Bến Thành nha các bạn. Bên phía bên phải màn ảnh đó đó đó, ngay góc trên đó là chợ Bến Thành. Đó đó mình thấy đó. Các bạn thấy trước mặt đó mình quay đó là cái chỗ sân bay đáp đó các bạn. Ở đây theo nghe nói đại thì không cho ra ngoài đó chơi, chỉ trong này đứng ngắm nhìn thôi, và đồng thời cái cửa thì khóa không cho ra các bạn. Thấy đó cửa đi ra đó, mình cũng muốn ra quay cho bạn xem chơi nhưng mà nhân viên đây người ta không cho và cấm không cho ra, chỉ trong đứng nhìn ra mà thôi, không biết gì an toàn hay sao. Video đến đây mình cũng chào tạm biệt các bạn, video đã hết, hẹn lại các bạn kỳ sau, nhớ nhấn like và đăng ký.
vào kênh của mình, kênh của Sốc Việt. Chào tạm biệt các bạn.